Trần Đình Khương. Và chuyển bóng kỹ thuật của Trần Đình Khương. Như vậy là sẽ có tình huống phạt đền dành cho một hậu vệ của Đà Nẵng lại phạm lỗi với Olivier. Chúng ta cùng xem lại. Oliveira. Tỷ số được cân bằng cho Khánh Hòa. Một pha thực hiện penalty đơn giản, chính xác và hiệu quả. Phút thứ 82 và tỷ số được cân bằng một đều cho Sanna Khánh Hòa Việt Nam. Tình huống tấn công nguy hiểm nhất trong hiệp 2 cuối cùng cũng đã đem lại một cú đá phạt đền cho Khánh Hòa. Và Oliveira đã không mắc một sai lầm nào, mặc dù Thanh Bình đã